một cơn mưa rào cuốn đi lớp bùn để lại tội ác của người chồng. Người vợ bị sát hại rồi vùi sâu dưới lớp đất lạnh 3 tháng trời. Dã man, kinh hoàng và thú tính là những gì có thể hình dung về vụ án. Người có tội phải đền tội, nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn đó. Chiều ngày 5 tháng 4 năm 2022, cơn mưa rào ở thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt làm không khí trở nên trong trẻo hơn. Tuy nhiên, không ai ngờ trong cơn mưa rào này, một vụ án giết người kinh hoàng được lần mở. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2022, trong khi đang làm vườn, một người dân tại địa phương thấy chú chó vừa đào bới vừa sủa inh ỏi tại một địa điểm gần khu miếu thổ thần của xóm Trại Thiếc. Người này chạy tới thì phát hiện một phần thi thể người bị chôn lấp, lộ ra, nên hô hoán mọi người xung quanh đến hiện trường, đồng thời báo cơ quan chức năng. Từ đây, một vụ án kinh hoàng, rúng động xóm nhỏ đã bắt đầu được cơ quan chức năng bóc gỡ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương lập tức đến bảo vệ hiện trường, đồng thời các đơn vị nghiệp vụ xuống khám nghiệm. Bên cạnh đó, Đại tá Trần Minh Tiến, lúc đó vẫn đang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nhận định đây có thể là vụ án mạng. Sau khi giết người, kẻ thủ ác đã chôn giấu xác phi tang, hòng thoát tội nên ông lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an thành phố Đà Lạt vào cuộc điều tra làm rõ. Ngay lập tức, các đội nghiệp vụ đã khẩn trương khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Bên cạnh đó, đội pháp y của công an đã vào cuộc và xác định danh tính nạn nhân. Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ, đã tử vong và bị chôn cách đây khoảng 3 tháng. Những cơn mưa lớn đầu tháng 4 đã khiến lớp đất bề mặt bị xói mòn, làm lộ một phần thi thể. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị Trần Thị Kim Tê, là người ở địa phương. Nạn nhân sinh sống cách nơi phát hiện thi thể khoảng 70 mét. Khi vụ việc được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì đã nhận được sự chú ý lớn của bà con địa phương. Có lẽ trong cái xóm nhỏ đó, lần đầu tiên một vụ án kinh hoàng với thủ đoạn tàn nhẫn như thế xảy ra. Nhiều người dân lúc đó cũng chỉ mong là hung thủ sớm được lực lượng chức năng tìm ra. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, chờ các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, đêm ngày 6 tháng 4 năm 2022, Đoàn Thanh Trí, 30 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, sinh năm 1992, là chồng nạn nhân, đã đến cơ quan công an đầu thú hành vi giết vợ. Từ đây, chân dung một con thú đội lốt người hé lộ khiến dư luận không khỏi bức xúc và mỗi lần nhớ đến đều dùng mình với thủ đoạn của kẻ thù ác đã ra tay với người tay ấp vài kẻ với mình. Tại cơ quan điều tra, Đoàn Thanh Trí, 30 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, sinh năm 1992, đã khai quá trình sát hại cũng như phi tang xác người vợ của mình là chị Trần Thị Kim Tê. Theo đó, Trí khai, vào cuối năm 2021, do mâu thuẫn gia đình nên Trí đã dùng dao tấn công vào cổ vợ khiến chị Tê tử vong. Sau đó, đối tượng đã đào hố trong vườn hồng và cà phê để chôn giấu xác vợ. Những tưởng tội ác của mình sẽ được chôn vùi trong lòng đất, Trí không ngờ rằng những cơn mưa lớn gần đây đã làm phát lộ nơi chôn giấu xác nạn nhân. Theo người dân địa phương, vợ chồng Trí có 2 con, một trai một gái. Gia đình này thường xảy ra mâu thuẫn và chị Tê không có mặt tại địa phương từ cách đây khoảng 3 tháng. Đáng chú ý, trong lời khai của Trí, có một chi tiết khiến cho việc ví Trí như một con thú đội lốt người có thể là không quá khi giữa tháng 12 năm 2021, nghi ngờ chị Tê có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, đối tượng này nổi máu ghen tuông. Tối 12 tháng 12 năm 2021, khi hai con nhỏ đã ngủ say, giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Do không kiềm chế được cơn giận trong lúc ghen tuông, Đoàn Thanh Trí dùng dao tấn công nhiều nhát vào người Tê, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, để che giấu tội ác, đối tượng này kéo xác nạn nhân ra vườn cà phê cách nhà gần 70 mét, đào hố chôn để phi tang. Xong xuôi, Đoàn Thanh Trí vào nhà dọn dẹp, lau sạch những vết máu ở hiện trường rồi vào giường nằm ngủ cùng hai con. Những ngày sau, nhằm đánh lạc hướng dư luận, Đoàn Thanh Trí tung tin vợ đã đi thành phố Hồ Chí Minh làm thuê cho một quán cà phê. Để tạo niềm tin và không gây ra những nghi ngờ với gia đình nhà ngoại, đối tượng này sử dụng điện thoại của chính nạn nhân nhắn tin nói chuyện với một số người thân trong gia đình, trong đó có mẹ ruột của nạn nhân là bà Trần Thị Kim Phượng. Đặc biệt, Đoàn Thanh Trí còn sử dụng Facebook cá nhân của chị Tê, thỉnh thoảng lại đăng hình nạn nhân giống như những người bình thường khác. Ai nhắn tin tới cho chị Tê, Trí đều nhắn lại trả lời. Duy chỉ có gọi điện là Trí không nghe, tắt máy và nhắn trả lời đang bận làm, không thể nghe điện thoại được. Từ khi gây án, sát hại vợ rồi chôn giấu xác phi tang, trên trang Facebook cá nhân của mình, Đoàn Thanh Trí cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh của hai người con và chia sẻ những video đầy tâm trạng.
Thậm chí, khi biết vụ án đã bại lộ, đối tượng này vẫn đăng tải hình ảnh vợ con lên trang Facebook cá nhân với dòng chữ "Ngàn vạn lần xin lỗi em". Có mặt hiện trường thời điểm đó, bà Trần Thị Kim Phượng, mẹ của nạn nhân Trần Thị Kim Tê, khóc nức nở xót thương cho con gái, bộc bạch: "Không biết con gái gặp chuyện, tôi nghĩ con gái tôi đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, chứ không thể ngờ được con gái tôi lại bị thằng Chí giết." Tết và ngày giỗ, ngày 7 tháng 2 âm lịch vừa rồi, nó vẫn đưa hai đứa con về nhà ngoại chơi, nhưng nói là vợ đi làm xa. Theo bà Phượng, gia đình cũng nhiều lần đặt câu hỏi nghi ngờ, cũng như dò hỏi nhiều người, nhưng không có thông tin gì về nạn nhân. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Thành Chí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình, nói là đi bán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 9 tháng 4 năm 2022, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Thành Chí, sinh năm 1992, để điều tra tội giết người. Từ vụ án này có thể thấy được tình trạng mâu thuẫn và bạo hành trong đời sống vợ chồng phức tạp như thế nào. Theo một số liệu giữa năm 2022, có đến 90,4% phụ nữ chịu cảnh chồng bạo hành, không tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ 4,8% cầu cứu công an. Các chuyên gia cho biết bạo hành đối với phụ nữ là bất kỳ hành động bạo lực nào trên cơ sở giới gây ra hoặc có thể gây ra tổn hại cho phụ nữ về mặt thể chất, tình dục hoặc về mặt tâm lý hay kinh tế. Bạo hành phụ nữ vi phạm nghiêm trọng những quyền con người cơ bản nhất và mang màu sắc bất bình đẳng giới là nguyên nhân hàng đầu gây ra các tổn thương và dẫn đến cái chết của nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Các chuyên gia cho rằng bạo hành gia đình diễn ra rất phức tạp, đan xen nhiều hình thức khác nhau như bạo hành giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Đặc biệt, phụ nữ đang có chồng có nguy cơ cao bị bạo hành. Bạo hành gây ra những hậu quả khôn lường, ngoài tổn thương thể chất còn có tổn thương tinh thần rất khó chữa trị. Từng tham gia bảo vệ quyền lợi trong nhiều vụ án ly hôn vì bạo lực gia đình, luật sư Trịnh Mai Thoa, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh phản ánh nhiều nạn nhân tha thiết ly hôn nhưng không dám công khai trước tòa sự việc bạo lực gia đình. Ở nhiều vụ việc, tòa án tự xác minh mới tìm ra những ẩn khuất, lúc đó nguyên đơn mới thành thật thừa nhận bạo lực gia đình chính là nguồn cơn đổ vỡ. Đa số phụ nữ không muốn nhắc lại nỗi đau, họ không biết rằng bạo lực là hành vi phạm pháp và pháp luật có chế tài rõ ràng. Trước tình trạng này, các chuyên gia đề xuất cần giảm bạo hành gia đình thông qua việc phá vỡ sự im lặng, nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời cần có những hành động cấp bách để ngăn ngừa, đối phó với vấn nạn này. Trên thế giới, cứ 3 phụ nữ thì có ít nhất một người bị đánh đập, bị cưỡng ép quan hệ tình dục hoặc bị lạm dụng trong cuộc đời của họ. Ở trẻ em, bạo hành dẫn đến các hệ quả lâu dài về tâm lý, xã hội và cảm xúc, chưa kể tình trạng trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi, không có mối quan hệ tốt với bạn bè đồng trang lứa, thành tích học tập kém và sa sút trí tuệ.